Cát Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Đây là món lẩu đầu cá lăng. Rồi mình ga lăng ha, đầu cá lăng mình ăn mình phải ga lăng. Rồi mình múc cho bạn gái ăn rồi hai bên trò chuyện với nhau nha. Một chút xíu chị Tường quay lại, nhớ tâm sự với nhau nha. Ủa Yến, hiện tại giờ làm cái thành phố hả? Là đúng rồi. Anh là làm ở Long An. À vâng đúng rồi. Công việc mình có hay đi lại nhiều không? Không, cũng ít. Tại chỗ anh làm thì công việc anh thì hiện tại ngồi phòng không à. Lâu lâu mình có hay đi công trình hay sao? Không có, không có đi công trình, làm việc ở một chỗ à. Thì ví dụ như quen em ở thành phố Hồ Chí Minh thì có hay lên đây không? À, được mà, chứ chỗ Long An mình cạnh đây cũng gần đó. Chạy khoảng tiếng hồ à. Ủa mà Yến ở thành phố Hồ Chí Minh là quận mấy? Dạ em ở quận 1 ạ. Quận 1 hả? Chỗ nào quận 1 Yến? Dạ khúc gần Bến Thành anh. Bến Thành, à cũng gần mà. Chỗ quận 1 đó, Bến Thành đó, chỗ anh chạy lên khoảng chừng tiếng hồ à. Anh em hỏi nhà anh là có mấy anh chị em? À 6 anh chị em được. Anh là con thứ mấy ạ? Kế Út. Nhưng mà ở nhà có gia đình hết à. Còn có mình anh à. Như anh á là anh có muốn quen bạn mà sau này để tiến tới hôn nhân chưa? Có chứ, anh đăng ký chương trình này là chủ yếu là muốn tìm bạn gái, tìm hiểu hai đứa hợp thì có thể tiến tới hôn nhân. Ý mình làm công việc có lâu chưa anh? Công việc anh hả? Anh làm nó cũng hơn 10 năm rồi. Mà ý là nhà em sống ở trên Tây từ nhỏ, sống với ba mẹ em ở đây. Gia đình ở quận 1 luôn. Thì anh đó ở dưới quê là có họ hàng bên ngoại, bên nội em sống rồi. Lâu cũng có về dưới chơi thôi. Nãy như mở trái tim cho Yến thấy anh sao? Thấy giống như người yêu cầu của em không? Thì nãy em đoán chật chật á. Anh cũng nãy nhìn Thành cũng đoán em không đúng. Dạ. Thấy hình như em đoán chật. Tại đã thấy cái hình như khác với hình chụp cũng lâu rồi. Anh thì hình nó cũng hợp cũng mấy năm rồi. Sau này cũng ít có, cũng có đi chơi với bạn bè mình cũng ít chụp hình lắm. Tại vì chụp hình cũng không được ăn ảnh lắm. cũng ít chụp hình. Dạ. Yeah. Anh có hút thuốc không? Không. Không có, anh không hút thuốc. Có nhậu có. Tại vì quê Long An miền Tây mà. Nói chung cái dân miền Tây thì cũng hay anh em bạn bè đều cũng làm dài dai. Trong anh nhỏ ít mà, chứ không có nhiều. Rồi, ăn ngon không? Nãy giờ thưởng thức chưa? Dạ. Rồi, hồi nãy chị ở bên ngoài thì chị thấy là hôm nay em gái là có đi với mẹ phải không? Rồi, bây giờ sẽ mời mẹ vô để mình cùng trò chuyện chút xíu nha. Rồi, chào cô. Hồi nãy giờ đứng ở ngoài đáng lẽ kêu bằng chị thôi nha, chứ trẻ lắm luôn á. Nhưng mà tại thôi lên chương trình thì kêu bằng cô đi à. Nãy giờ lắng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ thì cô có suy nghĩ gì không ạ? Trước mắt thì cho hai đứa làm bạn tìm hiểu, trong thời gian tìm hiểu là như thế nào. Chào cô chưa? Dạ, chào. Hỏi thăm cô vài câu đi, trời ơi mạnh mẽ lên. Trời ơi, thanh niên 30 tuổi mà còn rụt rè nhút nhát nữa. Ngại quá, lần đầu tiên ghi hình đó chị. Lần đầu tiên chứ không lẽ ai tham gia chương trình mấy lần. Bên đây con cô nó cũng nhát lắm. Tại từ nhỏ đi học rồi xong cái đi làm ít có chơi quen với bạn trai này kia. Giờ mới coi chương trình cô MC Cát Tường là hâm mộ cô lắm, bữa nay gặp cô thành dạ cô. Dạ dạ cảm ơn cô. Nhưng mà cô có mong muốn là mình tìm một cái chàng rể tương lai là như thế nào không? Cô có cái yêu cầu gì không? Mình thì cũng người miền Tây mình cũng đơn giản lắm, mong muốn là con có một đứa bạn trai là yêu thương con mình, tại vì mình cũng đâu có con trai đâu. Dạ. Mình có ba đứa con gái mình rất là quý ghẻ. Rồi cái sơ bộ hôm nay nhìn thấy anh chàng này thì cô có nhận xét gì không? Cô thấy con lên về mập lên tí. Đúng rồi, ăn uống cho mập lên tí, ốm quá. Còn con thì giảm cân xíu, giống như gì của Tường thì giảm cân xíu. Thì con coi nãy giờ trao đổi với bạn, thấy bạn như thế nào, có phù hợp với theo mong muốn của con không? Thì con cho bạn có cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô nha.
À, bây giờ thì chị Tường cho hai bạn có thể là nó tự nhiên hơn, thoải mái hơn một chút xíu ha. Đây là những cái lá thăm của chương trình, có những cái yêu cầu trong này. À, mỗi bạn bóc một lá và đọc lớn lên để thực hiện yêu cầu trong đó nha. Hỏi bạn nữ ha chị. Em đọc lên coi. Hãy nói kinh nghiệm hôn của bản thân. Theo bạn, khi yêu thời điểm hôn thích hợp là khi nào? Rồi, em trả lời đi. Em đâu có kinh nghiệm hôn. Hỏi ngàn bé chưa có tình trường. Cái câu sau mình vẫn có thể trả lời được. Đọc hỏi lớn lên cho em nghe đi cưng. Theo bạn thì khi yêu thời điểm hôn thích hợp là khi nào mà? Thích hợp thì lúc nào nó tới thì nó tới. Lúc nào nó tới thì nó tới. Lúc nào bạn trai phải chủ động chứ không lẽ giờ sao em ha. Nếu bạn trai chủ động mà mình cảm thấy nó tới, nó thích đó, thì mình để yên ngọt được mình đẩy ra đúng không em? Hãy nói kinh nghiệm hôn của bản thân. Rồi em kinh nghiệm hôn bản thân em sao? Ta chưa có hôn mà mình có rồi, mình nói kinh nghiệm thử coi. Thì cũng mua kỳ mơ thôi chứ không. Rồi có kinh nghiệm có lần nào bị đẩy ra, bị ăn tát gì chưa? Nó quen bạn nữ thì em cũng lâu lâu mới dám hôn chứ không dám hôn hoài. À vậy hả? Là vậy kinh nghiệm vậy đó hả? Dạ. Đẹp trai cũng bằng trai mặt, cứ mặc dày hoài thế nào cũng được hôn. Đó, còn kinh nghiệm của bạn nữ thì mình muốn thích hôn thì mình đưa vô, còn mình không muốn thích hôn thì thôi mình né ra. Giờ kể chị nghe cái kỷ niệm, cái ấn tượng, cái nụ hôn đầu tiên của em coi. Lúc đó như thế nào? Ai chủ động? Cảm xúc ra sao? Nụ hôn đầu tiên thì em chủ động hôn. Em bạn chủ động. Dạ. Bên kia đồng ý liền không? Dạ, hôn trong ngày sinh nhật của bạn ấy. À, mà bạn ấy đồng ý liền không? Dạ, đồng ý. Nụ hôn nó dài được mấy giây? Mấy phút? Phút mấy? Phút mấy? Trời, có canh giờ luôn hả? Hay là đoán? Đoán hả? Tại lần đầu tiên hôn em cũng hơi lâu. À, lần đầu tiên hôn cũng hơi lâu. Dạ. Yeah. Cảm xúc lúc đó là sao? Thích lắm. Thích lắm hả? Dạ. Yeah. Rậm rực, rạo rực luôn hả? Dạ. Yeah. Mà em có cảm nhận được bạn gái như thế nào không? Cũng rung luôn hay là tê người hay là có như là có hợp tác với em không hay là chỉ đứng yên thôi? Chắc bạn cũng thích cho nên bạn mới chịu hôn vậy. Rồi chị hy vọng một ngày không xa em cũng sẽ có nụ hôn đầu đời của mình để biết cảm giác với người ta nha. Nhá không? Dạ. Ok, rồi mời em bóc một lá. Đọc lớn lên kìa. Chàng trai nắm tay nhìn thẳng mắt cô gái nói một câu thật tình cảm. Mời em. Rồi nói đi. Con cũng xin phép cô cho con được nắm tay em nhé. Không biết nói gì. Nói chung thì cũng hôm nay mình anh với em gặp nhau ở đây cũng có duyên, cũng hy vọng là em cho anh cơ hội được tìm hiểu. Rồi được rồi, về chỗ. Quan trọng không phải là nói cái gì đâu, quan trọng là cái đoạn nắm tay đó. Giống như ngày xưa mình hôn á, quen cả tháng trời mới được hôn. À, rồi hôn phải lựa cái đúng cái ngày đặc biệt mới hôn. Thì bây giờ nắm tay là để làm gì? Để xem cái cảm xúc trong người mình nó như thế nào. Có nhiều người nhìn thì có vẻ thích nhau, nhưng mà tới khi mà người ta có cái sự va chạm, người ta lại cảm thấy cái điện nó bị chọi. Cái đó là thuộc gọi về là cái cảm xúc. Cho nên chương trình hay có những cái vui như thế này, nhưng mà thật ra là cũng giúp cho các bạn có thể kiểm tra lại được cái cảm xúc của mình trước khi đưa ra cái quyết định. Thì thời gian dành cho chương trình, dành cho hai bạn thì nó không phải là nhiều. Ai cũng như nhau, nó chỉ có 30 phút ngắn ngủi thôi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh, còn nếu không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, thấy cái tay cô gái để hời hợt, có một món ngón mà cũng không biết cô bấm nổi hay không nữa. Ok, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Đồng ý hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi hai bạn. Thời gian không có quan trọng, mà quan trọng là cảm xúc và cái những cái gì mà mình dành cho nhau. Đây. Toàn là ekip thôi thì mình nói chuyện lớn giúp em ha. Mình giới thiệu về bản thân mình giúp em đi. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp nè chị. Em ơi, chị nói này em nghe được không? Dạ được chị cứ nói đi. Ừ, chị tên là Đăng Thị Thu Hà, chị sinh năm 1978, năm nay chị 45 tuổi. Chị đang sinh sống ở tỉnh Vĩnh Phúc. Thì nghề nghiệp hiện tại của chị là chị làm kế toán em ạ. Giờ mình sống ở Vĩnh Phúc với ai chị? Chị sống cùng với hai con và bố mẹ chị em ạ. Là chị đã ly hôn và có hai con ạ? Đúng rồi em. Rồi mình nói về cuộc ly hôn của mình giúp em đi ha. Là anh chị sống với nhau bao lâu, lý do vì sao mình tan vỡ nè? Anh chị kết hôn năm 2003. Thì đến năm 2008 thì
anh chị không ở với nhau nữa. Thực ra cũng lý do là trong quá trình sống ấy, mình cũng không có tiếng nói chung, đồng thời là anh cũng kiểu không có trách nhiệm với gia đình ấy, với vợ con, thì đâm ra là mình cũng không thể khắc phục được nữa em ạ. Có đánh cảm hay là có cờ bạc có gì không? Em nói to lên một chị hội chị một tí em hỏi á, là anh có đánh đập chị hay là cờ bạc cái gì không, mà xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm là cái gì mà để dẫn đến tan vỡ á? À, anh thì không đánh đập chị, thế nhưng mà kiểu anh cứ hay rượu chè ấy. Xong thì là từ rượu chè nó cũng sẽ gây ra những cái khác nữa, thế nên chị không chịu được. Gây ra cái khác là gây ra cái gì chị? Ví dụ cứ bê tha xong bắt đầu sa ngã với bạn bè đấy. Ờ, là chơi hả hay là đúng chơi rồi. Cái gì? Cứ chơi cờ bạc chơi hả? Bời. Cứ chơi bời theo bạn bè, cũng thỉnh thoảng cũng dính tí vào cờ bạc em. Ờ. Rồi là chị kết hôn trong vòng 5 năm. Là chị, đứa nhỏ của chị, đứa lớn của chị là mấy tuổi, nay mấy tuổi? À, cháu đầu nhà chị năm nay 19 tuổi, cháu đang học năm thứ 2 đại học em ạ. Là con gái hay trai chị? Ờ, cháu trai, còn cháu gái là cháu thứ 2 thì đang học lớp 11. Ừ, là hai bạn cách nhau? Hai bạn cách nhau 3 năm em. 3 năm, ừ. Rồi. Thì bây giờ là hai bạn học ở với mẹ hết luôn? Đúng rồi, chị ba mẹ con chị ở với bố mẹ chị. Ừ. Rồi ở với nhau 5 năm, xong rồi ở với nhau ở với nhau 8 năm em ạ. 8 năm à? 2003 tới 2008 mà. 2003 đến 2011, thực ra là đến 2009 thì là bọn chị cũng đã ly thân, đến 2011 thì bắt đầu là chính thức ra tòa. À. Chị với, nhưng mà tại vì chị thấy là ly thân rồi chị cũng cho cơ hội anh không sửa hay sao mà là dẫn đến ly hôn luôn. Đúng rồi em, thực ra là bọn chị cũng ly thân một năm rưỡi, tức là cả một năm 2009 ý, đến giữa năm 2010. Thì trong đầu đến giữa năm 2010 đến hết năm 2010 thì bọn chị cũng quay về với nhau. Nhưng mà chị cảm thấy anh ấy không thay đổi, không có chuyển biến, đâm ra chị không thể cố gắng được nữa em ạ. Có mắc nợ gì kêu chị trả không? Có nợ nhưng mà chị cũng chỉ trả được một hai lần đầu đó, xong thì chị cũng không có đủ khả năng để chị trả nữa. Thì anh ấy phải tự lo thôi. Anh với gia đình anh ấy tự lo. Nói thật với em là như thế. Bởi vì các chị cũng là những người đi làm công. Ơi. Đỉnh điểm là cái vụ mà chồng cờ bạc rồi mắc nợ ăn chơi mắc nợ mà chị mới chán đúng không? Ừ. Kiểu cứ rượu chè vào xong cứ bê tha ra ấy em. Nhìn nó nhìn nó bệ rạc lắm. Mà con chị còn nhỏ, chị cũng không muốn là có cái ấn tượng xấu về bố nó như thế nữa ấy. Đồng thời anh cũng chẳng có trách nhiệm gì với vợ, với con, với gia đình hết cả. Ừ. Rồi thì sau đó là mình ly hôn, là mình về. Đúng mình rồi. Rồi mình có tìm hiểu thêm ai nữa không chị? Chị không, thực ra là khi mà chị chia tay anh ấy thì các cháu nó vẫn còn bé, mà chị đã cố gắng để chị báo anh chị bảo anh là để chị được nuôi hai đứa, thì đúng ra chị cũng dành hết cái công sức rồi tâm sức vào cho các con, cho nó lớn thôi, nuôi con thôi, chị cũng chưa có ý định gì về đâu cả. Nhưng mà nói thật với em là từ năm ngoái ý, thì cháu đầu nhà chị cũng đỗ đại học được theo đúng cái nguyện vọng. Thứ hai nữa là cháu thứ hai thì nó cũng đỗ vào được trường cấp 3. Tức là hai cháu nhà chị năm ngoái như là kiểu vượt cấp thành công đấy. Thì bắt đầu chị cũng có mở lòng, cởi lòng mình, thật sự mở lòng mình một chút để cho mình cũng có cái cơ hội, với cả cũng bạn bè với gia đình là cũng khuyên bảo đấy, phân tích cho mình. Thì chị cũng qua chương trình này là chị cũng rất hay theo dõi chương trình của bên mình. Thì chị cũng thấy là một chương trình rất là bổ ích và có ý nghĩa. Thì chị cũng mới gửi cái bản đăng ký cho bên mình. Thôi nhưng mà em nói nè, khi mà tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì chị phải bay vào Sài Gòn để tham gia. Thì chị có di chuyển được vô Sài Gòn hay không? Đi mất thời gian bao lâu em nhỉ? Tụi em trong ghi hình trong vòng một ngày đó, thì khi chị tính toán thêm là từ ở ngoài chị bay vô trong đây là mất khoảng bao lâu nữa, thì mình cứ tính toán ha. Ừ. Thì chị cũng sẽ sắp xếp được em ạ. Ok. Đó, rồi. Ủa hồi nãy chị Hà nói là chị Hà làm nghề gì ta? Chị làm kế toán em. Dạ. Rồi, chị nói xíu về mẫu người của chị giúp em ha. Thực ra là chị cũng không cần quá kiểu được đề đạt đề nghị cao quá đâu. Thực ra thì cái đầu tiên là chị cũng muốn là anh đang là người độc thân. Thứ hai nữa là hơn chị khoảng 4 đến 5 tuổi. Anh là người độc thân là bây giờ là người ta ly hôn người ta độc thân thì được không chị? Đúng rồi em. Tức là người ta đang độc thân, người ta
Đúng rồi, tại vì tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em cũng phải hỏi để tính chính lại là chương trình em là mọi người tham gia đều là độc thân, chứ không có ai mà đang trong quá trình hôn nhân mà người ta đi tham gia được đâu. Yên tâm nha. Ok. Tại vì ta có giấy xác nhận độc thân mà. Dạ. Thì ai cũng là độc thân rồi. Thế Hân là hơn chị khoảng 4 đến 5 tuổi. Là một người cũng phải hiểu chuyện, sống phải có trách nhiệm với gia đình. Và thực sự là đặc biệt là phải nghiêm túc trong quá trình tìm hiểu nhau em ạ. Và người đó ở ngoài đó luôn hả? Hay như thế nào chị ơi? Quê quán ở đâu thì phù hợp? Sao em nhỉ? Quê quán ở đâu thì phù hợp với chị á? Là quê ở ngoài Bắc hay là ở trong miền Nam được không? Chị theo chồng được không hay như thế nào nè? Thực ra là thôi chị đang ở ngoài này rồi thì cố gắng tìm giúp chị người cũng quanh ở ngoài Bắc này thôi em ạ. Dạ. Và trong Nam thì xa quá. Rồi, ok. Rồi công việc như thế nào chị? Rồi ngoại hình ra làm sao? Cao, thấp, mập, ốm gì nè? Thực ra là công việc thì anh cũng có cái công việc ổn định hoặc là cái kinh tế ổn định, thu nhập ổn định, độc lập ấy. Theo chị là kinh tế thu nhập ổn định là bao nhiêu? Thì cứ như cái mức sống theo mặt bằng chung ở ngoài này thôi em. Mặt bằng chung ngoài đó là bao nhiêu chị cụ thể? Chứ em đâu có biết đâu. Em ở trong đây thì em đâu có biết cái mặt bằng chung ở ngoài đó như thế nào. Yeah. Thì cứ như ở cái quanh cái chỗ khu vực chị đang sống thì tầm khoảng là 15-17 triệu một tháng. Thế còn thực ra thì hình thức thì cũng ưa nhìn một chút. Cũng không cần cả giá. Ưa nhìn thì như thế nào chị? Mình cụ thể đi, cao, thấp, mập, ốm gì nè. Thực ra là bởi vì chị cũng cao, có 1m55-56 thôi, cho nên là chị cũng cần là cao độ 1m7 đến 1m72-75 quay đầu là được em ạ. Rồi cho em để 1m6 trở lên đi. Mới cả cũng đừng đen quá, nhìn nó cũng mặt mũi nó cũng sáng sủa một chút đi. Người ta đang ly hôn nuôi con thì được không chị ơi? Cũng được, con bởi vì thì chị cũng hoàn cảnh như thế mà, thì mình cũng là như thế được được mà em. Dạ. Thôi mình cùng hoàn cảnh với nhau như thế thì có phần là nó sẽ dễ chia sẻ hơn. Cho em hỏi xíu về điểm mạnh, điểm yếu của chị với. Điểm mạnh của chị có hát hò, nấu ăn gì được không nè? Chắc là nấu ăn là ok hả? Đúng rồi, nấu ăn thì chị nấu ăn được. Thực ra là về cái khoản hát văn hóa văn nghệ đấy thì chị hạn chế lắm em ạ. Còn cái điểm mạnh của chị thực ra là chị cũng rất vui vẻ, thoải mái, dễ gần, nhiệt tình với bạn bè và cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cái điểm yếu của chị thực ra là chị hơi nóng tính và cũng có phần là hơi khó tính. Wow, nóng tính nhất làm gì? Rồi khó tính là khó tính trong cái gì chị? Khó tính trong cái cách sống ấy. Mình cũng nhiều khi là mình cũng thấy mình cũng hơi cầu toàn, đâm ra nó dẫn đến là cũng khó tính. Còn nóng tính thì thực ra là bởi vì cũng có thể là do tính cách của chị ấy. Thì nóng tính nhất chị làm gì? Khi mà nóng tính á, khi nóng tính thì thôi chị chẳng làm cái gì nữa cả, chị ngồi im một chỗ thôi. Không la làng, không đánh đập ai hết đúng không? Không không, thôi lúc đấy là chị phải dừng lại, chứ không nếu mà chị mà có thêm một cái gì nữa thì chị không kiểm soát được, chị mất cho nên thôi chị phải dừng lại thôi. Rồi thì đây chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi, thì tụi em nếu như mà có người phù hợp thì bên em sẽ gọi lại cho chị để chị sắp xếp vào Sài Gòn ghi hình ha. Thì địch ghi hình vào cuối tháng này, nếu như mà có người phù hợp thì tụi em sẽ báo lại chị cụ thể hơn. Ok, dạ, chị cảm ơn chương trình. Chị cảm ơn chương trình nhé.